Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trân trọng kính chào quý khán thính giả của Bộ Đề Phật Quốc TV. Kính chào quý học viên cao đẳng Phật học. Hôm nay chúng ta đến với nội dung mới trong pháp Uẩn Túc Luận. Chúng ta đang tìm hiểu tới pháp 12 nhân duyên. Pháp 12 nhân duyên này không lạ đối với Phật tử của chúng ta. Tất cả những ai đi chùa đều hiểu được 12 nhân duyên là gì. Tuy nhiên hành tướng của nó nếu như phân tích rộng ra thì thật là thậm thâm vi diệu và khó hiểu vô cùng. Cho nên chúng ta cần phải đem ra để học. Và không những học ở tại chương trình sơ trung đẳng mà còn được học một cách sâu xa ở chương trình cao đẳng này người phật tử học với chương trình cao đẳng các vị có một cách tư duy cao cấp hơn chương trình sơ trung đẳng hy vọng các vị hãy nghe giáo nghĩa này bằng trí tuệ nếu như không thì chúng ta khó hiểu và cũng chẳng có ích lợi gì nhiều chúng tôi muốn nói một điều học phật là tìm con đường giải thoát đau khổ cho chính mình đây là một việc làm nghiêm túc bằng một thái độ tính thức bằng một sự cầu thị chứ không phải học Phật như là tham dự một thời một cái thời khóa tiêu khiến nào đó hay là một cái vở hài một buổi diễn thuyết cho cho vui tay chúng tôi không làm nổi điều này và chúng tôi cũng không bao giờ làm điều này bởi vì thời gian chúng ta rất là ngắn sanh tử vô thường tăng tốc qua mau chúng ta hãy cùng nhau tìm cho ra con đường đi vào bất tử chúng ta mới an tâm vậy thì thấu hiểu vừa pháp duyên khởi thấy rõ hành tướng của 12 nhân duyên tức là thấu hiểu vợ và duyên khởi và duyên dĩ sinh thì chúng ta sẽ thoát khỏi sự kiềm tỏa của nó và lần trước các vị đã biết vô minh là gì hành là gì rồi bây giờ hành thức như thế nào nhắc lại cho chúng tôi được nhắc lại một chút cho các vị nắm bắt chứ không khéo quên rồi đi vào đoạn này thì thấy nó khó khăn vô minh là gì vô minh tức là là không có trí tuệ là sự không thấu hiểu không thấu hiểu về tiền tế hậu tế không thấu hiểu về nhân quả luân hồi không thấu hiểu về con đường giải thoát không thấu hiểu về Phật pháp tăng, không thấu hiểu về vừa sanh tử, không thấu hiểu về vừa luân hồi lục đạo, không thấu hiểu về nhiều mặt. Nói chung các vị nhìn lại trong tài liệu thì thấy Đức Phật đã định nghĩa rất rõ vô minh là gì. Và ở trong môi trường vô minh đó, ở trong môi trường vô minh đó, nó làm nhân, làm duyên vô minh làm nhân, vô minh làm duyên. Tự nó như vậy. Nó không có cha có mẹ. Mà nó lại sinh ra bao nhiêu thứ. Ví dụ như bây giờ hành thì do từ vô minh mà mà sinh. hả? À, còn thức thì do hành mà mà khơi. Nhưng mà vô minh thì tự nó làm làm nhân, tự nó làm duyên. Nó hay không ạ? À? giống như là con con nhím á nó tự sinh con con nhím nó tự nó nó sinh con cho nó không có con nhím cồ, con nhím mái. không có con con khác giống nó chỉ là một giới tính. Tự nó sinh như vậy đó, cho nên nói là vô minh làm nhân, vô minh làm duyên. Và ở trong đó, ở trong môi trường đó phát khởi ba yếu tố căn bản: tham, sân và và si hay là vô minh làm nhân làm duyên phát khởi tham sân si và tham sân si bắt đầu trở thành một cái nguồn động lực trở thành một nguồn động lực đấy chúng ta đi hành động đây gọi là vô minh làm vô minh duyên hành tức là vô minh làm cái nền tảng để hành sinh ra như vậy thì chúng ta hiểu cái, cái, cái gốc chỗ này cái mấu chốt chỗ này trước Vô minh là không thấu hiểu Không biết, không có trí Nó như là bóng tối Nếu như mà sáng lên Thì dạng vật đều hiện ra nguyên hình Còn bóng tối thì chê đậy Bao nhiêu thứ tham sân si Mà ông bà mình nói là Là gì bóng tối là tội lỗi Ý chỉ cho vô minh Nó chứ đừng sự sai lầm Mà gây ra quả báo lầm than Vậy thì ở đây thưa quý vị á Vô minh làm nhân, vô minh làm duyên Nó khởi ra gì? tham sân si tham sân si từ trong đó mà khởi và và từ đó mà mà gì mà cái tánh của tham sân si đó cái tánh tham sân si được phát khởi trong vô minh đó chúng ta đặt cho nó một cái tên gọi là vô minh duyên hành bắt đầu cái hành nó có mặt rồi đó khi cái hành nó tức là cái sự vận hành đó hành động nó có mặt và cái hành động này á nó chưa làm ba phương diện đó là hành phi phước, hành phước và hành bất động. Hành phi phước nghĩa là gì? Nghĩa là những hành động được thúc giục bởi tham sân và si. Thành ra nó hiện ra ba trạng thái là suy nghĩ, lời nói và việc làm. Và cái kết quả của nó là một kết quả khổ đau, lừa cháy cho nên dẫn chúng sanh đó đi vào ở trong địa ngục, các cảnh giới ngã quý, rồi xuất sanh nó cũng tương tự như vậy. Chúng ta nghe một câu chuyện Đức Phật còn tại thế để chúng ta hiểu rõ hơn điều này. Ví dụ lúc đó có một lần Đức Thế Tôn đi khất thực ở trên đường gần trưa thì lúc bây giờ Đức Thơ Tôn hình như là làm bộ biết rồi mà cũng hối này anh An nhà ai mà bây giờ mới có trưa mà là đàn ca múa hát hưởng thụ ái dục nhà ai như vậy thường thường cái đàn ca múa hát hướng thụ ái dục là người ta vừa khuya vừa đêm nhưng tại sao bây giờ mới có sáng trưa mà lại có chuyện này thì tôn giáo an Nang nói rằng bà Đức thế tôn đây là nhà có một vị trướng giả giàu sang nhất ở trong cái vùng này và đức thế tôn nói rằng à vị trướng giá này sau bảy ngày nữa sẽ bị chết đối à, xin lỗi là bị sẽ bị ngộ độc mà chết và khi chết xong rồi thì đó làm loài ngã quý chuyên ăn cái thức ăn ối mứa của người khác. Ở sau lưng Đức Thế Tôn lúc bây giờ gần đó có một cái vị tỳ kheo Em họ của Đức Phật, đó tên là Thiện Tinh. Chúng ta thấy thật là thương xót. Thiện Tinh tỳ kheo là một người em họ của Phật nhưng không có niềm tin tam bảo. Đức Phật sợ rằng theo thứ tự thì Thiện Tinh sẽ làm vua và đem cái tâm độc ác đó mà hại Phật pháp cũng như là hại chúng sinh. Cho nên Đức Phật đã khuyến hóa phương tiện dẫn dắt thiện tinh đi xuất gia. Để trong tay không còn nắm cái phương tiện mà gây ra cái quả báo xấu. Và đúng như vậy khi vào trong giáo pháp thì thiện tinh không có tin Đức Thế Tôn và chuyên là nói cái lời phản nghịch. Thành ra lúc bây giờ thiện tinh mới đem cái lời Đức Phật thọ ký đó nói cho một vị cho ông trưởng giá nghe ông trưởng giá này ông suy nghĩ ông nói rằng là sa môn cụ đàm nói chưa bao giờ sai ta phải cẩn thận mới được và ngồi đạo họ nghe điều này họ cũng đến họ nói vậy thì ngài hãy cố gắng ngài giữ chính thân mình để cho sa môn cụ đàm nói sai rồi trở thành kẻ hư dối và không ai tin nữa thì thưa quý vị, lúc bây giờ Đức Thế Tôn à, xin lỗi là ông trưởng giáo mới nghĩ thế này. Sao môn cụ đàm nói ta bị ngộ độc cho nên thôi ta không ăn gì cả. Ta không ăn những món gì hết trọi thì làm sao nó ngộ độc được. Và có bấy ngày cũng chẳng ai chết nối bao giờ. Cho nên ông không lo. Và trong bấy ngày đó ông chỉ uống nước sạch ở đội. Tới ngày thứ bảy, tới đêm khuya, ông ấy là chút xíu nữa là hết 7 ngày rồi. bụng <laughs> à, Xin lỗi các vị. <laughs> Nên bụng mình đói quá. Thôi thì bây giờ mình uống chút uh, nước lạnh, uh, pha loãng với đường để cho nó có năng lượng chắc không sao. Thì thưa quý vị, khi ông này uống vô với cái bụng đối và nước ngọt có đường. Vô tình đã tạo ra một cái diễn tướng tiếng phức tạp ở trong bao tử của ông, khiến cho bao tử ông co quét, co thắt đau đớn vô cùng và ông quen với cái đời sống sung sướng, không chịu nổi với cơn đau. Ông rất là hối hận khi đã uống cái này và ông có tìm cách ối ra mửa ra nhưng không chịu nổi. Vì thế ông đã đứt hơi mà chết. Thần thức tham bón cái tài sản đỡ lại. Cho nên đã đọa làm ngạ quý. Ngạ quý là hình thành tự tự lòng tham. Rồi thứ hai là gì? Là do cho ăn uống, do ối mứa thành ra cái 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 quá là đi tìm cái chất ối mứa của người khác mà thọ dụng. Như vậy thưa quý vị qua đó để chúng ta thấy tham sân và si nó làm gì môi trường khiến cho hành phát sinh như vậy thì thưa quý vị chúng ta đã hiểu cái tác hại của hành phi phước nó như thế nào dẫn tới đọa lạc địa ngục ngã quý và súc sinh tương tự như vậy với những hành động mà nơi đó không bị dẫn dắt bởi tham sân và si tức là hành động bởi vô tham vô sân và vô si nhờ tâm này nhờ cái hành động này mà thân ngữ và ý trở nên tốt đẹp kinh điển nói là là hành dịu lạc và cái tính chất của nó sẽ tạo ra điều an vui cho nên chúng sanh này sẽ nhận ra được một cái cảnh giới đó là cảnh giới của cõi người và các cảnh giới của cõi trời rồi ở trong thiền định cũng tạo ra cái phước tốt ở trong thiền định thân ngữ bất động ý thì còn một chút nhưng đến phi tướng thì ý cũng ngừng thành ra thành ra trong phương diện này trên trong phương diện này cái ý này là chúng tôi nói là cái ý sanh diệt nha Chứ không phải là nói là cái ý khen nó sẽ không đúng đâu nha Để ý sâu xa trong chỗ này chút xíu chứ không khéo loại nhầm lẫn Phật Pháp Thì lúc bây giờ Chúng ta tạo cái phước là bất động Cho nên chúng ta cũng dẫn sinh vào trong bất động Vậy thì Trong vô minh tham sân si làm gốc Mà chúng ta đi vào ở trong hành phước, hành phi phước và hành bất động cái cái tâm không phải là tham sân si dẫn dắt nhưng nó cũng có gì nó có sự thúc dục bởi sự vận động này cho nên nó nó vẫn bị đọa trong luân hồi và như vậy thì ở đây chúng ta thấy Đức Phật khẳng định rằng là các hành như vậy là do duyên là cái duyên của nó là vô minh cái cái vô minh là gì là sở y do vô minh thiết lập do đó mà khởi do đó mà tụ tập, do đó mà xuất hiện. Cho nên ta gọi là vô minh duyên hành. Đây là một chân lý. Và chúng ta đi vào trong nội dung hôm nay chính đó là gì? Là hành duyên thức. Tại vì sao? Bây giờ chúng ta không có thấu hiểu cái gốc rỡ từ đâu mà sinh ra hành. Thì tất nhiên chúng ta sẽ không thể nào hiểu thức từ đâu mà có. Mời các vị lắng nghe trong luận văn nói. Vậy thì hành duyên thức nghĩa là gì? Có hữu tình, tức là loài có suy nghĩ, có tình thức. Tư câu sanh tham sân si làm duyên, nên khởi các thức câu sanh tham sân si. Đây gọi là hành duyên thức. Chúng ta hiểu câu này như thế nào? Tư, tức là suy nghĩ, so lường, tìm kiếm, ở trong tâm của mình, lo lắng ở trong tâm của mình. Tới khi nào chúng ta ngủ say thì tâm này nó ngừng. Nhưng khu ngủ không say, nằm mớ thì nó vẫn còn hoạt động. Đây là cái là tư, cái, cái 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 cái, trạng thái đó chúng ta đặt thì là tư, tức là tư duy là so lường là lo lắng. Cái tư đó nó câu sanh tức là gì? Là nó kết hợp với một cái yếu tố hiện hữu đó là tham sân và si à và lúc bây giờ nó khởi ra cái gì cái thức cái thức này là thức tham thức sân và thức si như vậy thì chúng ta biết rằng tư là một yếu tố và tâm kia tham sân si là một yếu tố hai cái kết hợp lại nhau làm nền tảng để sinh ra một cái mới và cái mới này có khả năng phân biệt mà chúng ta gọi là thức như vậy thì thức tham thức sân và thức si nó đã hình thành trong phương diện này trong quá trình này chúng ta gọi là gì hành duyên thức tương tự tương tự như vậy trong tâm có điều lo lắng điều suy nghĩ mong ý hành động mà câu hành với gì Câu hành vô tham, vô sân và vô si. Hai yếu tố này làm nền tảng tương tác lẫn nhau, hình thành lên vọng thức. Vọng thức này là vọng thức vô tham, vô sân và vô si. Quá trình này chúng ta cũng gọi đó là hành duyên thức. Còn cái tính chất của nó như thế nào chúng ta phải gắn vào ở trong một cái đặc tính khác nhưng nếu ta công thức là chúng ta hiểu hành duyên thức nó là như vậy tâm chúng ta thiền định bất động cho nên cái tâm đó cái tư đó nó câu hành với bất động và do nó câu hành với bất động cho nên thức bất động sinh ra nếu như bất động thức đó đang nằm ở hư không vô biên thì thức kia sẽ hình thành thức vô biên xứ và người này thắng hoại bằng chung đi thẳng vào cõi trời gọi là thức vô biên xứ hay là không vô biên xứ vô sở hữu xứ phi tướng phi xứ tương, tương tự chúng ta hiểu nó cũng như vậy các vị hình dung kịp không nghe nhức đầu chưa nghe mệt chưa thưa quý vị chúng tôi thường đem những trí tuệ sâu xa ở trong phật pháp mà mình khám phá thấu hiểu được chí nghiệm ra để chia sẻ với đại chúng. Chúng tôi xem đây là quà tặng chân lý. Đây là một quà tặng phẩm hạnh giải thoát. Đây là quà tặng một con đường, một tư lương để chúng ta ra khỏi khổ đau. Chúng tôi chỉ có cái tài sản đó còn ngồi ra làm thân tu sĩ. Chúng tôi vô sở hữu với tất cả mọi tài sản. Nếu như có quản lý chùa chiền thì cũng chính là một người coi ngó cho tư chúng mà thôi. Giờ thì thưa quý vị ở đây chúng ta nhìn là do vô minh làm gốc trong đó hình thành tham sân si. Và tham sân si này đặc tính của nó chúng ta đặt tên là hành gọi là vô minh duyên hành. Rồi từ vô minh dương hành này và cái hành đó là hành gì? Cái hành gì vừa cái gì? Nó kết hợp ngược lại nó sinh ra rồi nó kết hợp ngược lại với tham sân si khổ vậy đó còn giống như là một cái bụi có nó mọc từ đất nó hút rửa đất nó mọc lên rồi cái là nó nó ra cái hạt cái hạt giống cái nó rơi xuống trở lại cái nó tiếp tục nó kết hợp với mặt đất đó nữa nó sinh ra một đám một đám cỏ nên con con người chúng ta cũng vậy đó cái 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 vô minh chúng ta mà nói như không đoạn trừ á, càng ngày càng nhiều hơn cũng giống như là có giải ấy, càng ngày càng lan tràn ra mặt đất là chẳng có ai trồng lên nó coi gì hết nhưng từ nguyên sơ nó mặc lên như vậy đó hiếu như vậy thì chúng ta cũng có thể hiếu được trong tâm của mình cái cái, cái cỏ này á, mà chúng ta dọn dẹp nó Xương nên cần mẫn thì mặt đất tâm chúng ta cũng sạch thế nên gọi tâm địa đó cái mặt đất tâm nó sạch mà nó sạch đấy thì chúng ta chúng ta gieo cái hạt giống bồ đề lên nó ra trái vị ngọt còn nếu như chúng ta cứ gieo mãi cái mảnh đất này bằng cái quả đánh quả chát hoặc là chúng ta đỡ cho bao nhiêu thứ bụi bặm có dại phiền não phủ lấp lên thì tâm chúng ta cũng sống trong một cái rừng rậm đau khổ đúng đâu là gai góc đúng đâu là phiền não đúng đâu là mệt mối đúng đâu là chán chường đó chúng ta hiểu cái đất tâm mạnh như vậy thì chúng ta hiểu cái, cái cấu trúc của nó và khi nhận ra cấu trúc của nó rồi chúng ta nói à thì ra là do tâm mình câu hành như vậy thì mình kinh nghiệm khi mình tâm mình nó tư như vậy nó không có cái tư này á mà nó kết hợp với tham sân si là chúng ta từ bỏ chúng ta vì tức giận mà suy nghĩ vì uh, thiếu hiểu biết mà mà làm theo hành động hoặc là gì vì tham đắm mà hành động tất cả đều đưa đến kết quả khổ đau chúng tôi thường khuyên với phật tử rằng chúng ta hãy bình tâm khi hành động nếu như chưa bình tâm được thì khoan đừng có hành động chấp nhận tổn thất nếu như mà hành động bởi tham sân si chúng ta sẽ lỗ to sẽ, 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 sẽ sai lầm to lớn do vậy cho nên chúng ta khi nào thấy tâm trí mình nó thiệt thanh thản còn dĩ nhiên trong ứng xử hàng ngày thì dĩ nhiên chúng ta từ đó mà ứng phó. Nhưng mà đặt xuống một quyết định nhất là những quyết định lớn lao trong cuộc đời. Thì phải cẩn thận điều này. Thấy tâm mình nó như vậy. Biết nó chưa có, có ổn định thì hãy khoan chờ một chút không sao hết. Thà chậm một chút mà an toàn. Còn hơn, còn hơn nhanh chóng mà mạo hiếm. Vậy thì ở đây nhá chúng ta thấy tâm mình nó câu hành với cái gì? Thấy nó ra rồi làm theo. Nó không ra nó, 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 nó ra những cái phương nhận phi phước là chúng ta tránh Còn nó câu hành với cái tâm phước là chúng ta làm theo Nếu như mà đi vào những cánh giới mà thiền định sâu xa hơn nữa thì càng tốt <laughs> Nhưng thiền định nó cũng không phải là giải thoát đâu Điều này chúng ta phải cẩn thận á Chứ đừng có chăm chú trong cái thiền ngoài cái chập đó rồi Trí tuệ nó hôn ám mà Chúng ta thấy có nhiều người không Cứ nam mô về Phật, nam mô về Phật á Tạo ra cái đỉnh bất động thời gian rồi, rồi Hết niệm Phật á, thì cũng u minh ám ám chướng cũng trở thành là u minh giáo chủ như thường ở chứ không có không có từ bỏ cái ngôi vị này thật ra là là chúng ta đừng đừng cho rằng là một cái niệm phật là mình mình giác ngộ đâu niệm phật bằng trí tuệ đàng hoàng có chư tổ chúng ta trở thành những cái vị tổ sư niệm phật niệm phật nổi tiếng là các ngài cũng có trí tuệ lớn chứ không phải đơn giản ví dụ như hòa thượng tịnh không mà chúng tôi thấy á ngài cũng học là hết kinh hết sách chứ không phải đơn giản đâu tra cứu kinh sách rồi nghiền nghiền ngẫm rồi dán nối nó mới thông thạo được chứ không phải cứ ngồi im mà như đạo Phật là được nếu chân lý này mà đúng thì ai là người sai lầm đầu tiên thưa quý vị Đức Thích Ca Mâu Ni là sai lầm đầu tiên cho ai nữa phải không Tại vì sao bây vì Nam Mô Di Phật đủ rồi Tại sao nói chỉ tới tám dạng bốn ngàn pháp môn nó có phải dư thừa không Đức Phật phải có dư hơi không thành ra những điều này là chúng ta cân nhắc sâu một chút chúng ta sẽ hiểu nó đúng với những gì mà Đức Phật muốn diễn đạt rồi như vậy thì trên phương diện này chúng ta đã thấy đó là là tâm câu hành với với thức có như thế nào rồi phải không bây giờ cho chúng ta phân tích sâu hơn một tầng bậc nữa để chúng ta thấy này người ta nói là thức ba hữu là sao thức ba hữu hữu tức là có đó, là hữu vi đó thức tức là gì vô minh vô minh duyên hành trong cái hành đó mà nó kết hợp trở ngược lại với tham sân si thì lúc đó thức lại sinh ra cái thức này nó có ba cái phạm vi phạm trù hoạt động mà chúng ta gọi là thức ba hữu canh giới thấp đó là canh giới từ sao từ từ ngã quỷ súc sanh tới địa ngục rơi xuống còn canh giới phước là từ đâu là canh giới mà từ con người lên tới hết những cảnh giới là là, là là là, tứ thiền rồi bắt đầu đi qua kênh giới tứ không á thì đó là cảnh giới của của bất động à, chúng ta chia nó ra làm ba cảnh giới đó ba cảnh giới đó chúng ta dùng chữ là là gì thức tam hữu à, thức tam hữu nhớ thêm chữ nữa ha Xong này đọc một kinh nó thấy chữ thức tam hữu là biết tức là cái thức dẫn dắt chúng sanh đầu thai ở trong trong gì trong ba ba cảnh giới cảnh giới địa ngục ngạ quỷ súc sanh cảnh giới con người lên tới thiên chúng ra khối cái cảnh giới phước của cõi trời và cảnh giới cao nhất của cõi trời là tứ không đó là cảnh giới thứ ba giờ thì ở đây chúng ta thấy trong kinh ứng dụ đức phật nói thế này tạo phước hành phi phước hành bất động phước hành thức hệ thuộc phước phi phước bất động phước phát sinh đây là một tuyên bố đầu tiên mà Đức Phật nói cho thời gian này. Tạo phước hành là vô minh mà cái tánh của tham sân si ở trong môi trường vô minh chúng ta gọi là vô minh duyên hành. Cái hành đó là dẫn tới hành động, đó là là tư tư dẫn tới cái tư lưu tư duy và dẫn tới khả năng là là, là là vận động nó biến ra là cái vận động mà vận động này được có với cái gì? kết hợp với là là tham sân si tức là, là là kết hợp với cái điều phước hay là điều phi phước hay là điều bất động mà khi kết hợp như vậy thì nó lại biến ra thức à, cái thức đó từ đó tại sao chúng ta phải chú trọng chỗ này mà sớm nhà thầy Vương Châu nói đi nói lại hoài nếu như các vị học hôm nay mà không có hiểu được không ném được chỗ này thì các vị không bao giờ thấy được là tại sao mình đầu thai Chắc phải thêm mấy kiếp nữa học đạo mình mới thấy được tại sao mình đầu thai Khi mình thấy được tại sao mình đầu thai thì lúc bây giờ mình giải thoát dễ dàng lắm Tại vì mình đã biết được cái cái, cái con đường của nó và nhược điểm của nó rồi Thì tự nhiên là mình chứng đắc à Và hôm sau á là chúng ta sẽ biết rằng là thức duyên danh sách Tại vì hôm nay chúng ta sẽ học đoạn này là hành duyên thức Rồi hôm sau là thức duyên danh sách Bây thức duyên danh sắc như thế nào để chúng ta hiểu được cái trạng thái mà chúng ta gá thai như thế nào? Và nếu như chúng ta không có tạo cái 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 duyên để nó gá thai thì chúng ta sẽ ra khỏi sanh tử. Hoặc là thậm chí khi đang chết và tới lúc nào mà chúng ta có thể rằng là, là, đoạn cái thức. Để chi? Để chúng ta đi thẳng vô trong nước bạn. Và cái cảnh giới của gì? Của hương ấm, hương thực ấm hay là trung hữu diễn ra ở trong cái chữ là hành duyên thức thức duyên danh sách à cái này hay lắm thì thức danh sách là hôm sau chúng ta học mà hôm nay phải, phải nắm cho rõ là hành duyên thức như thế nào cấu trúc của nó đang vận động ra sao tại vì thức nó có mặt nó mới dẫn chúng ta đi thế thì sao thì phụ minh duyên hành cái hành đó nó có hợp với tham sân si trở lại nó tạo ra thức mà cái thức này mà nếu như sự kết hợp đó với những điều phi phước thì sinh ra là là gì? Là canh giới đọa trong địa ngục của quỷ súc sanh. Còn nếu như kết hợp với gì? Nếu như kết hợp với điều phước thì sao? Ở đây nói rằng là kết hợp với điều phước. Mà thưa vị ở đây cho thầy mơ, thầy mơ thêm chút xíu nữa chúng ta hiểu. Sớm mình chưa nhắc chỗ này. Tức là ví dụ như thế này, chúng ta phát tâm làm 10 điều thiện. Khi 10 điều thiện chúng ta uh, tích chứa đầy đủ trong đời sống tâm tư, lời nói, hành động, hoàn cảnh của mình. Và khi mạng sống này bỏ rồi, nếu chúng ta chưa có giải thoát luân hồi được thì chúng ta đi đâu? Chắc chắn chúng ta sẽ đầu thai làm làm chư thiên trên cõi trời. Bởi vì sao? Bởi vì chư thiên là cánh giới mà do nhân Mười điều thiện dẫn tới cái quả là phước trời. À, đó là nguyên lý nhân quả. Một người có cái ý khát khao muốn trở thành một một vị tiên nhân và nỗ lực làm mười điều thiện với mục đích đạt được là như vậy. Và khi họ đạt được mục đích, họ đạt được cái 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 cái, cái phước được hội đủ thì họ sẽ sinh ra cảnh giới chư thiền. Điều này không có khó hiểu, nhưng thưa quý vị Một người Không có có cái ý là mình muốn sanh lên cõi trời gì cả Nhưng mà mình ở trong một cái hoàn cảnh Ai cũng làm việc tốt Mình không làm khó coi lắm Cho nên mình cũng làm theo Hoặc là Do một cái nhận thức sai lệch nào đó Mà hơn xui Chúng ta cứ làm đại đi Tự nhiên cái nó tạo ra phước trong cái việc mà mình làm đại đó chứ mình cũng chẳng có ý thức sâu xa và tôi làm cái điều này tôi cũng tránh có mong cầu sinh cõi trời gì cả Tôi thấy người ta làm tôi thích thích tôi làm Hay là buồn buồn tôi đi chùa làm công quá vậy thôi Ví dụ vậy Thì khi mà người ta tích chứa cái nhân đầy đủ như vậy Mặc dù không có tâm Không có tâm mong gì là sinh cõi trời Như vậy thưa quý vị Cho thầy hỏi rằng Là người đó sau khi tham hoại mạng chung có sinh về cõi trời không Chắc chắn là có phải không Bởi vì sao Trả lời một cách đơn giản Người đó đã tạo nhân Thì quả nó sinh ra Như vậy thì cái nhân vô tình hay là cố ý Chắc chắn cái quả nó phải hình thành Chỉ khác nhau qua chỗ Là người cố ý Thì họ biết né tránh những cái điều không cần thiết Để họ nhanh thành tựu Cái điều họ mong muốn Còn cái người không cố ý Thì gặp đâu làm đó Có khi làm thiện có khi làm ác Vì người này không có cái hướng đi không có mục đích không có chỗ một cái lý tưởng mà mình hướng đến thì có khi là đi lên đi xuống không biết đi đâu hiện tượng nhân quả thì nó sinh ra tương ứng với nhân đã làm ra nhưng mà cái nguyện lực để đạt được một cái mục đích tối hậu đó là trí vậy thì ở đây á chúng ta khoan bàn cái chuyện là có có ý hay không có ý nhưng chúng ta biết rằng là cái hành với cái nhân phước thì nó sẽ lên cảnh giới của của phước và cho nên kinh mới nói như thế này là có chúng sanh á, là tâm mong cầu khói lạc của người cho nên người ấy nghĩ rằng là mong ta sẽ sanh ở trong loài người hướng cái khối lạc giống như là là con người do sự mong cầu này nên tạo diệu hành bởi thân cái ngữ và dạ, ý và từ đó chiêu cảm cõi người Ba diệu hành này gọi là phước Do nhân duyên đây Sau khi thân hoại mạng chung Sanh trong cõi người Thức phát sinh trong cảnh giới đó Đây gọi là phước hành rồi Gọi là tạo phước hành rồi Thức phát sinh theo phước À, như vậy thì bây giờ chúng ta phân tích thêm một cái chữ kết luận ở cuối cùng này là thức phát sanh theo phước cái thức là sự cảm nhận cái thức là là phân biệt cái thức là là cái duy trì của sự sống ở trong cảnh giới đó có người nói thưa thầy con đây á mà chui vào trong lứa là chết chắc liền thì làm sao chúng sanh trong địa ngục nó lửa cháy ngùng ngục như vậy mà sao sống được Điều đó còn khó tin quá. Và bạch thầy khi con người chúng ta chết rồi thì phải đầu thai. Làm sao có chuyện ở trong chúng chúng sanh trong địa ngục là một ngày một đêm mà muôn lần chết đi, muôn lần sống lại. Tại sao như vậy? Là gì có chuyện đó? Chết một lần là đã, đã đã không sống lại được mà khó khăn lắm. Chẳng hạn như là chết giả cũng khó khăn lắm. Mà một ngày muôn lần chết muôn lần sống lại Điều đó có phải là hư dối hay không Chúng ta chỉ trả lời đơn giản Là cái chúng sanh ở trong địa ngục Cho nên Nó có cái thức tương ứng Với cảnh giới đó Thành ra đời sống của nó là như vậy Không thở đêm Cái thức đời sống của chúng ta So sánh với cái thức đời sống Của gì? Của chúng sanh ở trong quốc độ đó Đứng trên phương diện này chúng ta mới ngạc ra trăm khoa học biện chứng của của Darwin thì chúng ta thấy làm gì mà con gì con gì con 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 khí mà thành con người cái thức của con khí nó là con khí chứ làm gì thành con người được phải không không có truy tìm được chỗ này con người sinh ra từ loài vượn người từ loài khí vậy thì con gì sinh ra con khí à thì thì chúng ta tìm mãi tìm mãi không có à, do vậy cho nên ở đây á chúng ta không có đi truy tìm cái gốc ở quá khứ vô tận cũng như là giả định một cái tương lai vô tận điều này đặt ra chỉ tăng thêm gì tăng thêm trên biển à, tăng thêm là cái cọ phi lý gọi à, là là, là, là thị phi điên đảo chẳng có lợi ích gì cho nên ở đây á, chúng ta thấy cái duyên sanh nó là duyên sanh duyên như vậy như vậy nó sẽ sanh như vậy và cái thức gá lên trên đó thì nhận ra mình như vậy cái quy trình đầu thai của chúng ta cũng đều dựa vào thức này các vị có còn ném được không hay là sớm mình thầy nói lung tung rồi không biết cái nào tư duy rồi rất lo điều này đây là một cái điều mà phải dùng trí tuệ dữ lắm nhất là học trên tivi á mà lơ là một chút bị ảnh hưởng công việc xung quanh một chút nhất là các vị ở các cái tiểu bang ở miền đông hoa kỳ giờ này phải học qua youtube chúng tôi rất là rất là kính trọng các vị có rất nhiều người ở các tiểu bang khác mà chín 10 giờ đêm à. sau uh, múi giờ cali này á ba giờ đồng hồ vậy mà xin là đi trước ba giờ đồng hồ khuya lắm mà mà vẫn vẫn học căng mẫn nhiều năm đây là một cái điều mà chúng tôi rất rất là, là kính trọng. Thì các vị đêm khuya cố gắng nghe thêm chứ đừng mệt mối rồi cái nó nó không hiếu thì rất là uổng phí. Vậy thì ở đây chúng ta thấy khi mà tạo cái phước như vậy, thân hoại mạng chung nó sẽ đi vô cõi phước. Và ở trong cõi phước đó thì sao? Cái thức của cõi phước đã phát sinh. Mà cái thức của phước nó phát sinh thì bắt đầu là người đó họ sẽ làm việc ví dụ như cái người có cái phước hay sinh ra con cõi người tự nhiên nó nó có cái thức trong tâm của họ mà họ nhận ra được là phải làm sao cho có tiền làm sao cho có hoàn cảnh tốt làm sao cho nhanh giàu sang còn cái thức của mình mà thiếu phước á mình cũng sinh làm con người nhưng mà mình nghĩ ra chuyện tầm bậy không à nhưng mà mình lại thích thú là mình tập bậy sai á nhưng mà mình nghĩ được đúng khổ vậy đó rồi mình làm hoài nó không ra nó không ra kết quả mà có ra thì kết quả nó yếu uột chứ nó không phải là kết quả được cái sự an lạc. Thành ra rõ rõ ràng là chúng ta bị thiếu phước. Trong môi trường thiếu phước tâm nó nảy sinh một cái pháp pháp thiếu phước. Cho nên đó, cái cảnh giới thiếu phước nó cũng sinh ra. Thì chỉ có tạo phước hành. Cho nên thành ra con đường tu trong đạo Phật là gia hành phước liên tục không gián đoạn. Đó là một cách mà chúng ta thường thực tập bằng ba phương diện giới định tuệ đều là phương thức Gia hành phước này Và khi mà cái phước sinh ra Thì sao Thì cái thức ở trong cõi phước đó sẽ sinh ra Và chúng ta sẽ sống Ở trong quốc độ đó Và tương tự như vậy Nếu như có những cái chúng sanh mà không có mong cầu gì hết Nhưng mà họ tạo ra đầy đủ Cái gia hành phước này Thì tạo ra phước rồi Nó cũng sinh ra cõi phước Và các cõi như là Tứ đại thiên vương, tha hóa tự tại Tất cả đều như vậy tương tự như vậy đến cõi phạm thiên chúng phân tích cũng giống nhau như chúng ta phân tích vừa rồi rồi tạo bất động hành thì nó cũng tạo ra cái phước như vậy như vậy Hả? tức là cũng ra là canh giới là không vô biên xứ thức vô biên xứ vô sở hữu xứ phi tướng phi tướng, phi tướng xứ cho dù mình có tâm muốn gì đó hay không muốn gì đó thì nó vẫn như vậy và mình mình tạo ra cái nhân như vậy thì sau khi tăng hoại mạng chung cõi này Chúng ta sẽ sinh vào cõi đó Tạo cái nhân phước bất động Thì nó sinh vào bất động Tất cả đều nằm trong ba chữ Là phước, phi phước và Và bất động, bất động hành Như vậy thưa quý vị Trong môi trường của vô minh Nơi đó Là, là, là nhân Là duyên Sinh ra ba cái yếu tố Tham sân si Rồi tham sân si cái tấn của tham sân si chúng ta thấy nó biểu hiện ra cái gì vô minh duyên hành rồi là từ cái duyên hành này nó lấy tham sân si trở lại nó hút cái tham sân si lại nó biến thành là phước hoặc là phi phước hành hay là không lấy tham sân si thì biến này là, là phước hành hay là không lấy không lấy hai kia chỉ lấy bất động thôi thì biến thành là bất động phước hành và khi bắt đầu phước hành có Thì bắt đầu thức nó sinh ra Cái thức về phi phước Cái thức phước hay là cái thức bất động Sẽ sinh ra Và cái thức nào thì nó tương ứng với cái quốc độ đó Đó là Hành duyên thức Chúng ta nắm được chưa Như vậy thì hành Nó, nó kết hợp với tham sân si Mà nó sinh ra là thức Hành duyên thức Đã. Hoặc là không tham sân không sân không si Thì nó vẫn là là cái thức mà thức đó là thức không tham, không sân và không si. Hay là không có câu hành với gì? Với với tham sân si. Phi phước hay là hay là phước mà chỉ câu hành với bất động thôi. Thì lúc bây giờ nó vẫn sinh ra là cái thức bất động. Do có thức bất động cho nên mới có tứ không ở các cõi trời sinh ra. À chúng ta kết luận lại là hành duyên thức. Và cảnh giới mà thức duyên danh sắc như thế nào thì thưa quý vị tuần tuần sau chúng ta sẽ có một bài pháp hết sức lợi thi lý thú chúng ta lấy bài pháp hôm nay và các bài pháp trước làm nền tảng để chúng ta hiểu thâu hiểu sâu cái cái bài pháp hôm sau đó là thức duyên danh sách tại vì danh sách là gì là hình dáng hữu hình à, là là tinh cha là huyết mẹ và cái thức nó nương gái trên đó như thế nào để hình thành đạo thân của mình và chúng ta hiểu cái điều này là chúng ta hiểu cái đầu thai và sự bỏ mạng ra đi như thế nào. Cái thức đi như thế nào. Thì lúc đó chúng ta sẽ tịnh hóa nó. Làm được như vậy chúng ta rất dễ dàng đi vào trong Niết Bàn. Những điều này chúng tôi không có nghĩ rằng mình nói bằng lý thuyết. Đây chính là những điều mà chúng tôi đã thực tập thường xuyên và nghĩ đâu nói đó, nhớ đâu thì nói đó, nhưng không dám rời khỏi tư liệu mà Phật đã dạy và tôn giáo một liên à, Ghi chép cẩn thận Cho nên chúng ta cũng vẫn phải Y cứ vào trong kinh giáo Để chúng ta không có lỡ Mà sai lầm được dạ. Cảm ơn các vị đã nghe chương trình này à, Kính chúc các vị Trong lớp sơ trung đánh chúng ta Thành tựu giáo nghĩa sâu xa này à, Thưa quý vị chúng ta còn có mấy phút Cho thầy được Nhắc lại một chút xíu Đó là gì Đó là vấn đề ấn tống thì thưa quý vị chúng ta không có trí tuệ bởi vì chúng ta không được học pháp giờ đây chúng ta phát tâm tạo duyên lành cho người khác đưa họ học pháp tức là chúng ta đã gieo nhân trí tuệ Và nhân trí tuệ sinh ra thì chúng ta sẽ có cái thức trí tuệ đó là cái sự thông thái và thông thái là một cái yếu tố quan trọng để gì diệt trừ vô minh mà diệt trừ vô minh thì tham sân si không khởi từ đó, từ đó mà phước sinh phước và dần già đi vào trong niết bàn thành ra ở trong cái mùa cúm này chúng tôi chú trọng trong cái việc là ấn tống kinh để cho mọi người học hiếu và giữ gìn pháp báo lưu lưu trữ cho đời chúng ta ăn chút xíu nó hết nhưng mà chúng ta in một quyển kinh Để lại cho đời nó không có hết do vậy cho nên chúng tôi Mong rằng quý Phật tử chúng ta quan tâm tới cái việc phước này. Chúng ta có tới 15 bộ kinh mà chúng ta sẽ thực hiện ở trong cái đợt biên tập và ấn tống kinh sách này. Thì thưa quý vị, có người nói rằng tại sao không in ở nhà in mà in trên Amazon nó hơi đắt tiền. Thưa quý vị không có đắt đâu. Vì sao hả? À? Bởi vì nếu như in ở nhà in á, phải in một ngàn bản nó mới rẻ một ngàn bản mà 15 quyển sách có quyển thì gần 500 trang giấy chẳng hạn như bộ thú lên nghiêm thì chúng tôi nghĩ rằng là nó có thể lên cả hàng mấy ngàn trang mà in mấy ngàn bản á in một ngàn bản thì không biết cái kho nào mà chưa và trong thời gian mà đã phát hành cho xong á thì chúng ta lỗ to rồi còn ở amazon thì mình đặt bao nhiêu họ in bao nhiêu đó là một điều mà mà hay, hay, hay vô cùng và ở trên Amazon nó có cái mã số Excel chúng ta biết cái công nghệ in Amazon rồi thì á nó là cái tiêu chuẩn sách của quốc tế nó có cái mã số của quốc tế vì vậy cho nên nó có giá trị rất lớn trên trên chương trình của quốc tế à, vì thế cho nên á, là chúng tôi cố tình in trên phương diện này hơn nữa kinh điển cho nên chúng tôi không có muốn là in với một cái bìa mong móng nó hay dễ bị hư và chúng ta không trân trọng lắm cho nên chúng tôi cố gắng in với một cái bìa dày Cái bìa này không Amazon nó lấy 5 đồng thưa quý vị Thành ra nó tốn kiếm một chút Nhưng chúng tôi vì Phật Pháp Mà tôn thờ Phật Pháp Cho nên không có tiếc rẻ cái đồng tiền của mình Cũng như là xin quý vị Chúng ta hỗ trợ thì chúng ta thấu hiểu điều này Nhưng dẫu sao đến nữa Thì chúng tôi vẫn mong rằng Là các vị nên tham dự chương trình này Để khai phá vô minh Và gieo trồng hạt giống trí tuệ giải thoát cho mình đó chính là điều quan trọng nhất chúng tôi không quên cảm ơn trong thời gian qua có nhiều phật tử gần xa các vị đã hướng chương trình này rất là nhiệt tình và cũng từ đó mà chúng tôi có được một chút phương tiện để thực hiện cái tâm nguyện tâm nguyện cao quý này mong rằng quý vị chúng ta thông cảm cho và xin các vị nhận lấy từ chương trình bộ đờ Phật quốc trong phương diện ấn tống này một lời tri ân thật là sâu xa và xin cầu nguyện mười phương tam bảo lực chứng minh cho tâm thành của các vị và xin cầu nguyện cho các vị được nhiều sức khỏe an vui à, buổi học hôm nay chúng ta xin dừng lại ngay đây thưa lục quý vị à, trước khi vào trong lớp học thì à, thầy có um, nghe tin thầy nguyên tâm tưởng tượng Nguyên tâm à, cũng có chút cái duyên sự riêng cho nên hai à. giờ học từ 3 giờ tới 5 giờ chiều ngày mai thì chúng ta sẽ không có học online không có học trực tuyến mà thầy sẽ cho phát lại cái nội dung học tuần trước để đại chúng chúng ta nghe lại và giờ thứ ba thì chúng ta vẫn nghe với chương trình like bình thường à, đó là thông tin mà chúng tôi xin nhắc quý vị ở trong lớp học à, rất cảm ơn các vị đã luôn tin tấn ở trong chương trình học trực tuyến của Bộ Địa Phật Quốc TV kính chúc các vị một ngày một đêm an lành năm mô bốn sư thích ca mâu ni Phật